Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 2 của sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc thứ hai ở tuần 28. Trước khi đến với bài đọc số 2 thì chúng mình sẽ ôn lại bài tập đọc hôm trước một chút. Vậy thì bài hôm trước chúng mình đã học bài tập đọc đó là đúng rồi, đất nước là gì. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cho thầy biết lại nội dung của bài đọc hôm trước đó là gì. Đúng rồi, nội dung của bài đọc hôm trước đó là bài thơ thể hiện dòng suy nghĩ, nhận thức của bạn nhỏ về câu hỏi đất nước là gì. Qua câu trả lời của bạn, ta hiểu thêm rằng đất nước có trong tất cả mọi thứ, mọi người, mọi vật trong cuộc sống trên đất nước và có ở đất nước, đúng không? Vậy thì liên quan đến một chủ đề đất nước tuyệt đẹp thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đọc thứ hai, đó là bài Núi quê tôi. Đầu tiên chúng ta hãy quan sát tranh trong sách giáo khoa và cho thầy biết đặc điểm của những cảnh vật được vẽ trong tranh. Đặc điểm của những cảnh vật hay là những cảnh vật trong tranh được vẽ thì ở đây chúng ta thấy trong tranh thì đầu tiên chúng ta quan sát hình ảnh trong tranh có đó là xa xa thì có núi cao này đúng không? Rồi những ngôi nhà lấp ló ở chân chân núi hay là những cánh đồng lúa như thế nào? Đến mùa chín vàng và gặt hái đúng không? Trâu bò thì như thế nào? Thung thăng gặm cỏ. Rồi có những chú chim đang bay trên cánh đồng. Ở đây là gì? Bức tranh đồng quê giản dị, mộc mạc, đầy sắc xanh thiên nhiên ở một số nơi trên Việt Nam chúng ta, đúng không? Và bây giờ thì chúng mình sẽ đến với bài tập đọc. Đó là bài đọc Núi quê tôi, trang 84, sách tiếng Việt là bài tập 2 của sách kết nối tri thức của cuộc sống. Khi đọc thì chúng ta có thể quan sát lên màn hình cũng như quan sát lên sách giáo khoa và lắng nghe thầy đọc mẫu một lần. Sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại nhé. Núi quê tôi, từ xa xa, trên con đường đất đỏ chạy về làng, tôi đã trông thấy bóng núi quê tôi xanh thẫm trên nền trời mây trắng. Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng. Còn về mùa hè, trong ánh chớp sáng lóa của cơn giông, cả ngọn núi hiện ra xanh mướt, lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng về phía biển. Còn cả người bà thì ẩn dưới những cánh đồng lúa chín vàng. Núi hiện lên trong mưa có nhiều màu lá, lá bạch đàn, lá tre xanh tươi che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi. Những vườn chè, vườn sắn xanh tốt bao quanh sườn núi. Thỉnh thoảng giữa những mảnh vườn là bóng xanh của một cây mít và thênh thang rười rượi là màu xanh của cỏ giữa dại và sim mua. Ở lưng chừng núi có một khe nhỏ, nước chảy ra trong vắt, đọng xuống một giếng đá. Từ xa xa tôi nghe thấy tiếng lá bạch đàn và lá tre reo. Từ xa xa tôi đã cảm thấy hương thơm của chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói. Theo Lê Phương Liên. Vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc Núi quê tôi. Bây giờ thì chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với phần luyện đọc. Trong bài chúng ta sẽ thấy có một số từ khó, ví dụ như là xanh thẫm, xanh thẫm, xanh thẫm.
Từ tiếp theo đó là từ lá tre. Lá tre, lá tre. Tiếp nữa sẽ là che rập, che rập. Rười, rượi, rười, rượi, rười, rượi. Chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại những cái từ khó này. Và thầy cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghĩ một số câu văn khá là dài. Trong bài thì chúng ta thấy có hai câu khá là dài và chúng mình sẽ ngắt nghĩ những câu này như sau. Đó là từ xa xa trên con đường đất đỏ chảy về làng, tôi đã trông thấy bóng núi quê tôi xanh thẫm trên nền trời mây trắng. Thầy đọc lại một lần nữa. Từ xa xa trên con đường đất đỏ chảy về làng, tôi đã trông thấy bóng núi quê tôi xanh thẫm trên nền trời mây trắng. Hoặc là câu thứ hai, chúng ta sẽ ngắt nghĩ như sau. Lá bạch đàn, lá tre xanh tươi, che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi. Thầy đọc lại một lần nữa. Lá bạch đàn, lá tre xanh tươi, che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại bài và đọc lại hai câu văn khá là dài này. Và bây giờ thì bạn nào có thể cho thầy biết trong bài Núi quê tôi thì gồm có bao nhiêu đoạn? À đúng rồi, trong bài Núi quê tôi thì chúng ta thấy sẽ là có 4 đoạn. Đoạn đầu tiên sẽ là từ từ xa xa trên con đường đất đỏ chảy về làng, tôi đã trông thấy bóng núi quê tôi xanh thẫm trên nền trời mây trắng. Đoạn thứ hai, về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng. Còn về mùa hè, trong ánh chớp sang lóa của cơn giông, cả ngọn núi hiện ra xanh mướt, lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng về phía biển. Còn cả người bà thì ẩn dưới những cánh đồng lúa chín vàng. Đoạn thứ ba sẽ là từ núi hiện lên trong mưa có nhiều màu lá, là bạch đàn, là tre xanh tươi, che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi. Những vườn chè, vườn sắn xanh tốt bao quanh sườn núi. Thỉnh thoảng giữa những mảnh vườn là bóng xanh của một cây mít và thênh thang rười rượi là màu xanh của cỏ, dứa dại và sim mua. Đoạn 4 sẽ là đoạn còn lại. Ở lưng chừng núi có một khe nhỏ, nước chảy ra trong vắt, đọng xuống một giếng đá. Từ xa xa, tôi nghe thấy tiếng lá bạch đàn và lá tre reo. Từ xa xa, tôi đã cảm thấy hương thơm của chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói. Vậy thì trong bài chúng ta thấy sẽ có 4 đoạn được chia như trên màn hình. Bây giờ thì chúng mình cố gắng dừng video và đặt và nối tiếp 4 đoạn trong bài Núi quê tôi. Trước khi đến với phần tìm hiểu bài, chúng mình lại cố gắng đọc lại toàn bài một lần nữa. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Trong phần tìm hiểu bài thì chúng mình sẽ giải nghĩa một số từ khó. À, từ đầu tiên đó là rười rượi. Rười rượi ở đây thì chúng ta thấy là màu xanh cây lá trải rộng, gợi cảm giác dịu mát, dễ chịu. Từ thứ hai đó là khe. Khe là khoang hở dài và hẹp giữa hai vách núi, người ta gọi là khe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các câu hỏi trong phần tìm hiểu bài. Câu hỏi đầu tiên chúng mình sẽ thảo luận ở đây đó là câu số 1. Tìm trong bài văn
Ta đỉnh núi vào cuối thu sang đông, ta ngọn núi vào mùa hè. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là bài yêu cầu chúng mình đó là tả đỉnh núi. Tìm trong bài câu văn tả đỉnh núi đúng không? Vào cuối thu sang đông. Vậy thì cuối thu sang đông thì trên đỉnh núi thì có gì này? Rồi vào mùa hè thì trong ánh chớp sáng loá thì như thế nào này, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy đọc thầm lại đoạn 2 và cho thầy biết nhé. Ở đây thì chúng ta thấy tả đỉnh núi vào cuối thu sang đông, tác giả đã tả như thế nào? À đúng rồi, về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng. Còn về mùa hè, đúng rồi, trong ánh sáng chớp sáng loá của cơn giông, cả ngọn núi hiện ra xanh mướt đúng không? Vậy thì mùa hè thì như tấm khăn mỏng, thầy xin lỗi, mùa thu sang đông thì như tấm khăn mỏng, mà mùa hè thì là núi hiện ra là gì? Xanh mướt đúng không? Vậy bây giờ chúng mình cùng thảo luận trả lời câu hỏi số 2. Chọn từ ngữ có tiếng xanh phù hợp với từng sử vật được tả trong bài. Chọn từ ngữ có tiếng xanh phù hợp với từng sử vật được tả trong bài. Bóng núi đúng không? Thì phù hợp với là xanh gì? Xanh tươi, xanh thẳm, xanh tốt, xanh mướt. Ngọn núi phù hợp với là xanh gì? Lá bạch đàn, lá tre chúng mình thấy là xanh gì? Và vườn chè chúng ta thấy là vườn chè, vườn sắn thì tác giả thường nói là xanh như thế nào? Bây giờ chúng mình cùng suy nghĩ nhé. Vậy thì bóng núi ở đây chúng ta thấy đó là màu xanh trong bài đó là gì? À đúng rồi, bóng núi thì xanh thẫm. Còn ngọn núi thì xanh mướt. Và lá bạch đàn, lá tre thì tác giả đã tạo được màu xanh đó là xanh tươi. Vườn chè, vườn sắn thì đó là xanh tốt đúng không? Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng mình cùng đến với câu hỏi số 3. Trong câu hỏi số 3 thì chúng ta sẽ thảo luận và trả lời câu hỏi. Tìm trong bài những câu văn có hình ảnh so sánh, em thích hình ảnh nào nhất? Trong bài có rất là nhiều hình ảnh so sánh đúng không? Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng này, và lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng về phía biển. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có những hình ảnh so sánh đó là gì? À đúng rồi, về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như hình ảnh so sánh này, tấm khăn mỏng, lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đúng không, và đang hướng về phía phía biển. Đó là hai hình ảnh so sánh ở trong bài. Vậy thì em thích hình ảnh nào? À như vậy thì một số bạn sẽ thích một hình số hình ảnh ví dụ như là gì? Trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng đúng không? Có bạn thì thích trên hình ảnh so sánh ở đây đó là lá cây bay như như làn tóc một bà tiên đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình cùng thảo luận câu hỏi tiếp theo. Tác giả cảm nhận được âm thanh nào, những hương thơm nào của vùng núi quê mình? À, chúng ta hãy đọc thầm lại đoạn cuối nhé. Vậy thì chúng ta thấy tác giả đã cảm nhận được những hương thơm nào của vùng núi quê mình. Cụ thể ở trong đoạn cuối chúng ta thấy từ xa xa tôi đã nghe thấy tiếng lá bạch đàn, lá tre. Từ xa xa tôi cảm thấy hương thơm của chè xanh, của hiếp nhà ai tỏa khói. Vậy tác giả đã cảm nhận được âm thanh đó là gì? À đúng rồi, nghe thấy tiếng lá bạch đàn và lá tre reo. Ngửi thấy mùi hương thơm của gì? Chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói. Đây là những âm thanh, những hương thơm mà nhiều làng quê Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn còn, đúng không? Và chúng ta thấy đó là những âm thanh như lá bạch đàn, lá tre reo. Và những hương thơm đó là chè xanh. Em hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Núi quê tôi. Vậy thì sau khi đọc bài này, chúng ta có cảm nghĩ như thế nào? À, chúng mình có thể liên hệ với bản thân và một số hình ảnh chúng mình đọc được ở trong bài. Một số hình ảnh chúng ta có thể nhìn được ngoài cuộc sống. Vậy thì cảm nghĩ của em khi đọc bài này chúng mình thấy như thế nào? À đúng rồi. À, ở bài này thì chúng ta sẽ có những cảm nghĩ khác nhau đúng không? À, có bạn thì nêu được thấy cảm
cảnh núi rừng, cảnh thiên nhiên, muôn hình muôn vẻ thông qua bốn mùa, một khoảng thời gian khác nhau giữa cảnh đẹp âm thanh khác nhau từ thiên nhiên. Và một số bạn thì hình ảnh một số quê hương, một số vùng quê nào đó lại được hiện ra, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình từ đó rút ra nội dung bài học cho thầy nào. Qua bài đọc chúng ta thấy gì nhỉ? Phong cảnh ở đâu? À đúng rồi. Như vậy thì bài đọc miêu tả cảnh đẹp của quê hương, từ đó giúp em thêm yêu quý, tự hào về quê hương đất nước, có ý thức bảo vệ giữ gìn cảnh đẹp đó, đúng không? Đó cũng là một số cảnh đẹp ở làng quê Việt Nam chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải giữ gìn, có ý thức giữ gìn môi trường và cảnh đẹp ở đó. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại toàn bài một lần nữa. Vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc núi quê tôi. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.